Ok và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Ngày nay mình sẽ tiếp tục series còn DMC Devil May Cry nhé. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Để tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Mundus's chamber is located at the top of the core. There, you will reunite with Virgil. Be careful. The souls of the damned are channeled through here. Ui ui ui, đầu đấy. Mystery, whatever happens. Good luck, Dante. You're on your own from here. Yeah. Cái khu này là sau khi mà mình đấm vỡ cái lõi thì mình vô cái khu này đây. Vẫn chưa biết được cái khu này là khu gì nữa. Chamber nghĩa là cái lồng. Cái lồng của thằng Bender hả? Cái lồng này nó nhốt ai? Ôi, gặp cái con kia thì khá là đuối nha. Sao mình có bình máu, chỉ là đánh với lại cái con nó khó chịu quá thôi. Ôi, cái cặp này nó còn khó chịu bạo nữa. Một cái con có khả năng miễn nhiễm sát thương, còn một con thì rất là khó để khống chế. Ở đây nó có cục máu này. Pha đó mà đánh phục kìa, giúp mình chưa. Ơ, tại sao con kia nó lại không di chuyển ta? À, hóa ra chắc chỗ này là cái con kia nó không vào được. Ôi, bị bóc vậy thì ngon quá rồi. Nổ. Bây giờ mình nên đi đâu nữa đây? Nghĩ là đi đường này là đúng nhất à. Nhưng mà mỗi lần mà cái kia mà nó khè lửa ra thì ấy, cái kia mà nó khè lửa ra thì mình sẽ mất máu. Giờ đợi thôi, đợi cho nó khè lửa xong rồi. Kéo qua. Đốt chết người luôn. Ẩu. Ẩu cực kỳ ẩu.
Đáng lẽ là khúc này mình phải bay, bay còn không tới nữa. Giỡn. Giỡn rồi ta. Khúc này nó có cái gì mà tại sao mình bay lại không tới nhỉ? Đâu, đâu đấy? Giỡn hoài. Lại về đây à? Hiện tại thì cái linh hồn màu đỏ, cái đồ mà để nâng cấp ở mình có nhiều lắm. Nên là mình không có tiếc. À, đáng lý là phải đu thêm một lần nữa. Nhưng mà mình pha nãy mình không có đu cho nên là bị rớt. Ở đây có chìa khóa. Ivoki hả? Cái chìa khóa này mới nha. Mà thường thì mình ít thấy cái cửa Ivoki lắm. Cái thường là chỉ thấy Angel với lại cái cửa đồng thôi. Nhanh gọn và lẹ, không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho mấy con đó. Rác, cực kỳ rác. Này chắc có cái gì để nó giấu nè. À cái cửa đó thôi, cái cửa đó thì cũng không cần quan tâm lắm đâu. Cửa đó là cửa đồng, cửa đồng mà. Ở trong mấy cái cửa đó thì mấy bạn làm thử thách thôi. Ê. Lại rớt. Cái map này nó khó khó sao thấy rớt hoài à. Lại chết giữa chừng. Cái map này nè nó khó là nó khó cái chỗ lửa. Lửa này nó đốt đầu lắm. Bay tới không? Hay là chỗ đó nó bay tới. Đấy, cứ hỏi tí là lửa nó lại lên. Ôi, cái sàn này lớn lắm nha. Có thể là đấu với lại con gì ở trong này nè. Giờ thì mấy con này nếu mình dễ xử, có cái con mà mấy cưa cơ, cái con đó thì mới khó. Ui ui. Mình nghĩ là mình nên xử cái con bự trước.
Sau đó là mình sẽ xử cái con samurai này sau. Con samurai này phải đó, phải chờ nó chơi cái đòn này nè thì mình mới giết được. Ôi đùa, con này khó chịu lắm nha, tại vừa có sự bảo kê của cái con này mà còn đánh nhau với lại cái con samurai nữa cho nên khó. Bây giờ một đấu một với con samurai mình không có sợ. Đâu rồi? Đấy, một đấu một với là con samurai mình không có sợ tại dễ xử. Chết rồi. Item. Ôi, nãy mà mình không uống máu là coi như là mình lên đường rồi nè. Nó đốt một cái mà mình mất tới cả 2/3 cây máu luôn mà. Ok, cái màn này mất máu nhiều quá. Và video này chắc mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì bột đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.